mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vị giới. Như pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở rừng và cho đạo tràng được thính pháp. Và còn người phương Nam và người vào đạo tràng, và bây giờ thì cũng đồng hồ con thì còn sớm hay mà con thấy thầy được tịnh đạt đã vào tràng. Và sư có thể cho chúng con ôn tập sớm không bạch sư, thì con sẽ cung thỉnh pháp sư ạ. Và sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con tri ân sư rất là nhiều. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay cuối tuần câu pháp cú kinh số 141 và 142. Dạ, mến chào cô Hoa Nguyệt Duyên và đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rạnh ràng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 141 đến 142 trong phẩm đành đá bách giá phẩm đạo trường. Nhà con Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa tố lành thay. Dạ, con kính lễ chư tăng thượng tọa minh hạnh đại đức đệ đức cùng mến chào toàn thể quý bà quý cô tu nữ cùng chư quý vị đang tham gia diễn đàn pháp quốc kinh ngày 8 tháng 5. Diễn đàn pháp quốc kinh chúng ta sẽ tiếp tục ôn và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục với hai câu kệ ngôn pháp cú số 141 và câu số 142 phẩm hình phạt đanh đa quốc gác. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, bây giờ thì quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật cuối tuần ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami
Supatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với phần ôn tập cuối tuần hai câu kệ ngôn Pháp Cú phẩm hình phạt Đanh Đá Quốc Gá, câu kệ ngôn số 141 và câu kệ ngôn số 142. Và thưa quý vị rằng chúng ta theo cái sự thay đổi thì chúng ta mỗi một kệ ngôn hai câu Pháp Cú, hai cái duyên sự Pháp Cú để chúng ta có đủ cái thời gian là tất cả quý vị có thể ôn tập lại hết một lượt từ Pháp Cú, từ là những sự của nội dung hôm đó. Thì như vậy thì hôm nay chỉ kệ Pháp Cú số 141 và 102 như là hai ôn tập đó, chúng ta sẽ đọc lại, trùng tụng lại cả hai cái nội dung câu Pháp Cú này. Dạ, đó là cái lỗi. Và bây giờ thì tình đại xin được trước tiên ôn tập tập thể hai câu Pháp Cú này. Câu kệ ngôn Pháp Cú phẩm hình phạt Đanh Đá Quốc Gá, câu kệ ngôn Pháp Cú số 141. Nagacariya na cha na bangka na na sa ka ha ni la sa yi ka wa cho chang up nang o ten ti ma chang anang Naga cha na cha ta na bang ka na sa ka ni la sa yi ka wa cho wa chan lang okuti kapa tha nang so then ti ma chang awitin na kang kang. Không phải sống lõa thể bệnh tóc cho chết mình tuyệt thực lăn trên đất sống nhốt xiên ngồi xổm làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Không phải sẽ bệnh tóc cho chết mình tuyệt thực lăn trên đất sống nhốt xiên ngồi xổm làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Câu số 142. A lăng ca tô chê bi sa mang cha rê ya san tô đan tô ni ya tô brahma cha ri sắp bê su phu tê su ni tha ya đan đăng so brahma no so sama no sa bê khu. Alangkato cebi samang cariya santo danto niyato pramacari sabbesu bhutesu nithaya dandang so brahmano so samano sabhikhu. Ai sống tự trang sức không an tịnh nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn chỉ. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn Nam Mô
Buddhaya, ơn bác Quá Tha Ná đã hỗ trợ post bài. Chúng ta đang ôn tập ở phẩm hình phạt Đa Quốc Cá, những cái câu gần cuối của phẩm Đanh Đa Quốc Cá. Một lát nữa chúng ta sẽ ôn tập hai câu kệ ngôn này với nội dung chánh kinh cũng như là cái duyên sự tóm tắt. Và khi mà chúng ta bên cạnh cái việc mà chúng ta gợi nhớ lại những cái bài giảng cũng như là nhắc lại những cái duyên sự liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú, thì có những cái ý nghĩa mà gần như là tất cả chúng ta mà đọc cái phần Việt ngữ đó của Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì chúng ta cũng một phần nào để hiểu cũng như là thấm nhuần cái ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú. Ở đây thì nếu như là cái phần ý nghĩa, dịch nghĩa đó, chúng ta đọc chúng ta hiểu được 50-60%, 70%, cảm nhận được cái lời mà Đức Phật Ngài muốn nhắn nhủ. Tuy nhiên thì nếu đi kèm với cái duyên sự, bởi vì đó thưa quý vị rằng những gì mà chúng ta học bây giờ đó, chúng ta là những cái câu chuyện, những cái nhân vật, những cái đối tượng Đức Phật Ngài dạy trực tiếp với những cái tình huống khác nhau, chứ không phải là chúng ta Đức Phật dạy cho chúng ta trực tiếp. Tuy nhiên thì với những cái ý nghĩa, những cái lời sách tấn khuyên dạy kèm với lại cái tình huống mà Đức Phật Ngài đang nói đến cái nhân vật, có những cái vấn đề cần phải rầy, Ngài cần phải khiển trách, rồi Ngài cần phải sách tấn, thì sẽ giúp cho chúng ta thấy được rõ khi mà chúng ta áp dụng với cuộc sống hiện tại của mình. Thì cái vì lý do đó mà Tịnh Đạt luôn khuyên tất cả quý vị, khi mà chúng ta học kinh pháp cú đó, thì chúng ta hãy cố gắng nhớ được cái duyên sự của một cái bài học thực tế kinh nghiệm, mà để mà rút cho bản thân mình. Nhiều khi nó xảy ra tương tự như vậy, gần giống như vậy, hoặc là chính xác như vậy, thì chúng ta lại có một cái phương pháp, một cái bài pháp luôn luôn có sẵn để mà sách tấn từ bản thân mình. Đó là cái việc mà chúng ta học pháp cú. Bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú này cũng như là hai cái duyên sự tóm tắt. Trước tiên thì xin mời cô sẽ xung phong đầu tiên để mà ôn bài. Dạ, xin kính mời cô. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng và con kính tri ân sư và con kính tri ân đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc từ câu duyên sự, câu nào duyên sự đó. Dạ, kính cảm ơn Vinh Bát Tha Ná đã post bài. Ná nát gá chá rí già, ná chá tà, ná bằng cà, ná nà nà xá cà, thằng đi lá xà dí cà hoà, rá chô quá tràn lăng, út cú tí cấp bá thà nằng, xô thằng tí mắt chẳng á quý tình ná, khăng khăng. Ná nát gá chá rí già, ná chá tà, ná bằng cà, na na sa ca thằng bí la sa di ca wa ra cho wa cha lang uk ku ti cap pa tha nang
chẳng áo quý tình na cằn khăn. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro rét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhốt xin ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro rét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhốt xiên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh. Sau đây con kính đọc duyên sự tóm tắt của câu 141. Câu kệ ngôn được thuyết khi Đức Phật an ngự tại Chơi Táo Quá Ná Quý Hà Rá, đề cập đến vị tỳ khu có nhiều vật dụng. Sau khi xuất gia, vị này đã sống với đời sống lợi dưỡng trong ăn uống và sử dụng nhiều y phục. Đức Phật đã khiển trách, khiến cho thầy giận dỗi mà cỡ bỏ hết y phục, chỉ mặc y nội trước mặt hội chúng, đánh mất sự tôn nghiêm. Khi ấy, Đức Phật đã thuật lại câu chuyện quá khứ cho biết rằng thầy từng là một thủy thần có đầy đủ trong mình tạm và quý, khí rí và ottapa, luôn tìm cầu thiên pháp. Thế sao hôm nay lại có hành động đáng xấu hổ như thế? Sau khi biết tâm tư của thầy đã quân bình trở lại, Đức Phật sắp tấn thêm bằng câu kệ ngôn trên. Lõa thể tuyệt thực hay mọi hình thức khổ hạnh đều không thể làm sạch một người có tâm đầy nghi hoặc. Dạ hết. Sau đây con xin đọc tiếp câu 142. Á lăng cá tô chê bí sa ma rầy giá sang tô đăng tô ní giá tô brahmachari sắp đề xú phu tê xú ní thà giá đăng đăng. So Brahmano, so Sama, no Saphik Hu. A lăng cá tô chê bí sá măng chá rầy giá, sang tô đăng tô ní giá tô Brahmachari, sắp bê su, phu tê su, ní thà giá đăng đăng. So Brahmano, so Sama, no Saphik Hu. Sống tự trang sức, nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa sau đây con kính đọc chuyên sự tóm tắt câu 142. Câu kệ ngôn được Đức Phật thuyết đề cập đến Quan Đại Thần Săn Tá Tý. Một hôm, ông Quan Đại Thần thấy người vũ nữ của mình té chết trong lúc đang khiêu vũ. Ông rất âu sầu đến hầu Phật và được nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nghe xong, ông đắc quả A-la-hán và nhập diệt luôn. Trước khi nhập diệt, ông được Đức Phật khuyến khích tự mình bay lên hư không để kể về thiện pháp đã gieo trồng trong quá khứ và viên tịch Niết Bàn. Lúc ấy, ông vẫn trong dáng vẻ ăn mặc rất sang trọng. Các thầy tỳ khu hỏi Đức Phật có nên gọi vị ấy là sa môn không? Để trả lời, Đức Phật dạy rằng đặc tánh của thánh nhân không tùy thuộc ở hình dáng bề ngoài, mà vị nào sống thanh tịnh độc cư, tự điều phục thân, có đầy đủ lòng từ đối với tất cả chúng sanh là vị sa môn chân chính. Dạ thưa hết. Con kính mời quý vị tiếp theo, mời quý vị giơ tay lên ôn bài. Con xin xuống. Dạ, sa thu lành thầy Sita Rang Độc. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.
Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 141, 142 và duyên sự. Nagakacharya nachatana panka nanasaka thandila sayikawa Rajo va chan lang ukuti kapathanang so thên ti mắc chăng avitina khan kang na na ka chariya na cha ta na pan ka na na sa ka thandila sayika va Rajo va chan lang ukuti kapathanang so thên ti mắc chăng a ti a vi tin na căn khăng. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho chết mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp siêng ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Giáo duyên sự bài kinh pháp cú số 141. Câu kệ ngôn được đức thuyết khi Đức Phật an ngự tại Chê Tawana Vihara, đề cập đến vị tỷ kheo có nhiều vật dụng. Sau khi xuất gia, vị này đã sống với đời sống lợi dưỡng, trong ăn uống và sử dụng nhiều y phục. Đức Phật đã khiển trách khiến cho thầy giận dỗi mà cởi bỏ hết y phục, chỉ mặc y nội trước mặt đại chúng, đánh mất sự tôn nghiêm. Khi ấy Đức Phật đã thuật lại câu chuyện quá khứ cho biết rằng thầy từng là một thủy thần có đầy đủ trong mình tà quý Hiri Ottapa, luôn tìm cầu thiện pháp, thế sao hôm nay lại có hành động xấu hổ như thế. Sau khi biết tâm tư của thầy đã quân bình trở lại, Đức Phật sách tấn thêm bằng câu kể ngôn trên: lõa thể tuyệt thực hay mọi hình thức khổ hạnh đều không thể làm trong sạch một người có tâm đầy nghi hoặc. Bạn đã kể số 142. Alan kato chepi samang chariyam santo danto niyato pramachari sabbe su phute su nithaya dandang so pramano so samano sa bhikkhu. Alan kato chepi samang chariyam santo danto niyato pramachari sabbe su phute su nithaya dandang so pramano so samano sa bhikkhu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Câu kệ số 142. Ngôn Đức Phật thuyết đề cập đến quan đại thần Santati. Một hôm, ông quan đại thần thấy người vũ nữ của mình té chết trong lúc đang khiêu vũ. Ông rất âu sầu đến hầu Phật và được nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nghe xong, ông đắc quả A-la-hán và nhập diệt luôn. Trong khi nhập diệt, ông được Đức Phật khuyến khích tự mình bay lên hư không để kể về thiện pháp đã gieo trồng trong quá khứ và viên tịch Niết Bàn. Lúc ấy, ông vẫn trong dáng vẻ ăn mặc rất sang trọng. Các thầy tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật có nên gọi vị ấy là Sa Môn không? Để trả lời, Đức Phật dạy rằng đặc tánh của thánh nhân không tùy thuộc ở hình dáng bề ngoài, mà vị nào sống thanh tịnh, độc cư, tự điều phục thân, có đầy đủ lòng từ đối với tất cả chúng sinh là vị Sa Môn chân chính. Dạ, tới đây là hết. Con xin được xuống mic. Mến mời Xích Lạc Lê tiếp theo. Sa thú huynh. Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá và Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô tư nữ. Mình chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc cái câu pháp cú số 100,
141. Na 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 chariya na na cha ta na panca na cha saka saka na di sa yi ga wa rayo wa cha rang ukuti kapa ha na so thành tí mắt cần á quyết tí nát cần cần không phải sống lõa thể bền tóc to đất mình tuyệt thực lăn trên đất sống như tiên ngồi ngồi xóm làm con người sạch nhiều béo không trừ dị hợp dạ. Câu kệ ngôn được thuyết khi Đức Phật an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá đề cập đến cái vị tỳ khưu có nhiều vật dụng. Sau khi xuất gia, vị này đã sống với đời sống lợi dưỡng trong ăn uống và sử dụng nhiều y phục. Đức Phật đã khiến trách khiến cho thầy giận dỗi mà cởi bỏ hết y mặc y nội trước màn hội chúng, đánh mất sự tôn nghiêm. Na na ga cha ri ya na cha ta na pa in ka na na sa ka than di ya sa di ka wa ra yo wa cha lam bu ku ti ka pa cha nang so the ti ma chang a vi ni ka kham. Và cái câu kệ số 142. A lăng ca tô chê bi sa sang cha cha lai ya sang tô đằng tô ni ya tô rằng ma cha ri sa bê su tê tu ni tha ya lăng đằng so brahmano so samano sapiku tự trang sức nhưng ăn tịnh thuộc tùy phạm hạnh sinh linh xịt lại chỉ thành và quả á và nhập diệt luôn. Trước khi nhập diệt, ông được Đức Phật khuyến khích cách tự mình bay lên hay không để kể về thiện pháp đã gieo trồng trong quá khứ và viên tịch kiếp bàn. Lúc ấy ông vẫn trong cái dáng vẻ ăn mặc rất là sang trọng. Các thầy tỳ khưu bạch hỏi Đức Phật có nên gọi vị ấy là Sa Môn không? Để trả lời, Đức Phật dạy rằng đặc tánh của nhân không tùy thuộc ở hình dáng vẻ ngoài. Mà vị nào sống từ đối với tất cả chúng sanh là vị Sa Môn chân chính vậy. Và con đã đọc cái câu kệ số 141 và 142 vừa xong và kính mời vị kế tiếp. Và tại vì ngồi trên xe đó cho nên chi cũng đọc có nhiều cái chữ sai đó, con kính đại đức Tịnh Đạt xin hỏi dạ. Dạ con xin nhường lại và biết cho vị khác ạ.
Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Hạnh Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tịnh Đạt và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 141. Dạ, con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bót bài. Na na ga cha ri ra na cha ta na bang ka na na sa ka than di la sa ri ka wa ra cho wa cha lang u ku ri ka ba tha nang so then ti mak chang a quy tin na kang khang Na gạch cha ri cha na cha ta na băng ca Na na sa ca than đi la sa ri ca qua Ra cho qua cha lăng u cút ta ca ba tha năng Sô thên ti mắc chăng a quy tín na căng khăng Không phải sống lõa thể bện tóc cho chết mình Tuyệt thực lăn trên đất sống nhớp riêng ngồi xổm Làm người được sạch nếu không chịu nghi hoặc đấy quản dịch hòa thượng Thích Minh Châu Dạ con xin đọc duyên sự Câu kệ ngôn được thuyết khi Đức Phật an ngự tại trên Tá Quá Ná, Quý Ha Rá đề cập đến vị tỳ kheo có nhiều vật dụng sau khi xuất gia. Vị này đã được sống với đời sống lợi dưỡng trong ăn uống và sử dụng nhiều y phục. Đức Phật đã khiển trách khiến cho thầy giận dỗi mà cởi bỏ hết y phục chỉ mặc y nội trước mặt hội chúng, đánh mất sự tôn nghiêm. Khi ấy Đức Phật đã thuật lại câu chuyện quá khứ cho biết rằng thầy đã từng là một thủy thần có đầy đủ trong mình tàm và quý, luôn tìm cầu thiên pháp, thế sao hôm nay lại có hành động đáng xấu hổ như thế? Sau khi biết tâm tư của thầy đã quân bình trở lại, Đức Phật sách tấn thêm bằng câu kệ ngôn trên: Lõa thể tuyệt thực hay mọi hình thức khổ hạnh đều không thể làm trong sạch một người có tâm đầy nguy hoặc. Đã hết. A lăng ca tô chê bi sa măng cha yây ya san tô đa tô ni ya tô ram ma cha ri sắp bê su phở Su phụ tê su ni tha ra đàn đăng Sô ram ma nô sô sa ma nô sô phích sam phích khu A lăng ca tô chỉ bê chê 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 bi sa măng cha rây ya Sàn tô đàn tô ni ra tô ram Chari sabbe su phu tu su ni tha ra đan đăng su ram ma no su sa ma ma no sa phích khu Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi chúng linh chúng không hại mọi sinh linh vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ đấy của bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu Đã, con xin đọc duyên sự của câu 142 câu kệ ngôn được Đức Phật thuyết đề cập đến quan đại thần San Tá Tý một hôm
Ông quan đại thần thấy người vũ nữ của mình té chết trong lúc đang khiêu vũ. Ông rất âu sầu đến hầu Phật và được nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nghe xong, ông đắc quả A-la-hán và nhập diệt luôn. Trước khi nhập diệt, ông được Đức Phật khuyến khích tự mình bay lên hư không để kể về thiện pháp đã gieo trồng trong quá khứ và viên tịch Niết Bàn. Lúc ấy, ông vẫn trong dáng vẻ ăn mặc rất sang trọng. Các thầy tỷ khưu bạch hỏi Đức Phật có nên gọi vị ấy là Sa Môn không? Để trả lời, Đức Phật dạy rằng đặc tánh của thánh nhân không tùy thuộc ở hình dáng bề ngoài, mà vị nào sống thanh tịnh, độc cư, tự điều phục thân, có đầy đủ lòng từ đối với tất cả chúng sinh là vị Sa Môn chân chính. Dạ, con đã đọc xong. Con kính cảm ơn cô chú Quát Thán Á và cô Dạng Đông đã bót bài. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic kính mời vị ký tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, con thành kính đảnh lễ đại đức Đại Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân cô Lạc Lê. Dạ quý đạo hữu đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con kính tri ân cô Rạng Đông. Con kính tri ân chư Quát Thán Á. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 141. Na nắc ca cha ri ya na cha ta na pan ca na na sa ca than di la sa di ca qua ra chờ qua cha lăng úc Kutika patano ten ti mat chang aguitin nakhan khang. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro chét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhóp xiên ngồi xổm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na na gacariya na chata na panka na na sakathan dilasa jika gua rajo gua jalan ukutika patanang so ten timacang aguitin nakan kang. Yeah, cho con xin cái gì? Câu kệ ngôn được thiết khi Đức Phật an ngự tại Chetavana, Vihara đề cập đến vị tỳ khu có nhiều vật dụng. Sau khi xuất gia, vị này đã sống với đời sống, lợi dưỡng, trong ăn uống và sử dụng nhiều y phục. Đức Phật đã khiển trách, khiến cho thầy giận dỗi mà cởi bỏ hết y phục, chỉ mặc y nội trước mặt hội chúng, đánh mất sự tôn nghiêm. Khi ấy, Đức Phật đã thuật lại câu chuyện quá khứ, cho biết rằng Thầy từng là một thủy thần, có đầy đủ trong mình tàm và quý, hí rí, ốt tắp bá, luôn tìm cầu thiên pháp. Thế sao hôm nay lại có hành động đáng xấu hổ như thế? Sau khi biết tâm tư của Thầy đã quân bình trở lại, Đức Phật sách tấn thêm bằng câu kệ ngôn trên. Lõa thể tuyệt thực hay mọi hình thức, khổ hạnh đều không thể làm trong sạch một người có tâm đầy nghi hoặc. Dạ, con xin phép đọc câu Phật ngôn 142. Alan kato che pisamang chare yasanto danto nijato kramachari sape supute sunita yadan dang so ramano so samano sapiku.
Ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí, hay sa môn khất sĩ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A lan ca to che bi sa mang cha rai ya san to dan to ni ya to ram ma cha ri sa be su pu te su ni tha yan dan dang so ram ma no su sa ma no sa bi khu. Câu kệ ngôn được Đức Phật thuyết đề cập đến quan đại thần Santati. Một hôm, ông quan đại thần thấy người vũ nữ của mình té chết trong lúc đang khiêu vũ. Ông rất u sầu đến hầu Phật và được nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nghe xong, ông đắc quả A-la-hán và nhập diệt luôn. Trước khi nhập diệt, ông được Đức Phật khuyến khích tự mình bay lên hư không để kể về thiện pháp đã gieo trồng trong quá khứ và viên tịch Niết Bàn. Lúc ấy ông vẫn trong dáng vẻ ăn mặc rất sang trọng. Các thầy tỳ khu bạch hỏi Đức Phật có nên gọi vị ấy là Sa Môn không? Để trả lời, Đức Phật dạy rằng đặc tánh của thánh nhân không tùy thuộc ở hình dáng bề ngoài, mà vị nào sống thanh tịnh, độc cư, tự điều phục thân, có đầy đủ lòng từ đối với tất cả chúng sinh là vị Sa Môn chân chính. Dạ, con kính tri ân chú cô Rằng Đông và chú Quách Tha Ná, con kính tri ân đạo tràng và con kính tri ân chư tôn đức tăng. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 141. Nakacariya nakata napanga na na sakka thandisa sa ikawa ra chô quá tràn lăng u khu tít cấp bá thà năng sô thình tít mắt chăng á quyết tình nát thành căng. Không phải sống lọ thể, bệnh tóc cho trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớt, xuyên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na nang cha kariya na cha ta na pang ka na na sa ka than di sa ta yi ka wa ra cho wa cha lang u kun ti kam pa tha nang so then ti man chang a wi tin na khan khang. Câu kệ ngôn được thiết khi Đức Phật an ngự tại Chetawana Vihara, đề cập đến vị tỳ khu có nhiều vật dụng. Sau khi xuất gia, vị này đã sống với đời sống lợi dưỡng trong ăn uống và sử dụng nhiều y phục. Đức Phật đã khiển trách khiến cho thầy giận dỗi mà cởi bỏ hết y phục, chỉ mặc y nội trước mặt hội chúng, đánh mất sự tôn nghiêm. Khi ấy Đức Phật đã thuật lại câu chuyện quá khứ cho biết rằng thầy từng là một thủy thần có đầy đủ trong mình tàm và quý, Hiri Ottapa, luôn tìm cầu thiên pháp. Thế sao hôm nay lại có hành động đáng xấu hổ như thế? Sau khi biết tâm tư của thầy đã quân bình trở lại, Đức Phật sách tấn thêm bằng câu kệ ngôn trên, lõi thể tuyệt thực hay mọi hình thức khổ hạnh đều không thể làm trong sạch một người có tâm đầy nghi hoặc. Câu pháp cú số 142. Alan katto che bismang charei santo danto niyato brahmachari sabbe supute su nitha yadandang
su brahmanu su samanu sapikku. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ của hòa thượng Thích Minh Châu. Alankato chebi samankariya santu dantuni yato brahmachari sape supu te sunintaya dandang so brahmanu su samanu savinku. Câu kệ ngôn được Đức Phật thiết đề cập đến Quan Đại Thần Sanh Tá Tỷ. Một hôm, ông Quan Đại Thần thấy người phụ nữ của mình tể chết trong lúc đang khiêu vũ. Ông rất âu sầu, đến hầu Phật và được nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nghe xong, ông đắc quả A-la-hán và nhập diệt luôn. Trước khi nhập diệt, ông được Đức Phật khuyến khích tự mình bay lên hư không để kể về thiện pháp đã gieo trồng trong quá khứ và viên tịch Niết Bàn. Lúc ấy, ông vẫn trông dáng vẻ, dáng ăn mặc rất sang trọng. Các thầy tỳ khưu bạch hỏi Đức Phật có nên gọi vị sa môn, vị ấy là sa môn không? Để trả lời, Đức Phật dạy rằng đặc tánh của thánh nhân không tùy thuộc ở hình dáng bề ngoài, mà vị nào sống thanh tịnh độc cư, tự điều phục thân, có đầy đủ lòng từ đối với tất cả chúng sinh là vị sa môn chân chính. Dạ, thưa con đã đọc xong câu pháp cú số 141 và 142. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, thư nữ và đạo tràng. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thu lần thầy tin nam. Dạ, kính bạch đại đại tăng. Dạ, hôm nay chắc tới đây không còn vị nào giơ tay nữa. Cô như pháp bên Đức Chật Huyền đã ra khỏi room để đi qua room khác rồi. Nên con xin được thay mặt đại chúng trong room thành kính cung thiền đại đức tiền đạt từ bi hoan hỷ đúc kết chương trình ôn bài tập ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá. Dạ, con xin được thành kính cung thiền đại đức tiền đạt. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, một lần nữa xin được tùy hỷ với tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh cũng như là lớp ôn tập cuối tuần trong các cái kỳ. Thì đây là những cái lợi ích mà chúng ta tham gia diễn đàn. Thứ nhất đó là chúng ta tạo dựng cái phước trí, cái sự tìm hiểu về đạo pháp cũng như là học hỏi những cái kinh nghiệm tu tập của các vị giảng sư cũng vị đạo hữu tham gia các đàn Phật pháp. Cái thứ hai, các vị tham gia đàn Phật pháp đó là các vị đang ủng hộ thần vật chất cũng như là các vị chính bản thân các vị đọc lại những cái lời đã Đức Phật ngài đã dạy. Những cái việc đó thưa quý vị mang một ý nghĩa rất là to lớn, để khi mà Phật pháp được truyền bá rộng rãi khắp nơi ở các xứ khác nhau, các người con người khác nhau, thì các quý vị đang cũng là những người góp phần ở trong cái việc mà gìn giữ và truyền bá Phật pháp đến tất cả mọi người. Đó là cái phước báo rất là lớn. Quan trọng đó là chúng ta tập cho mình một cái thói quen. Cái thói quen về việc mà nghe pháp, về việc mà bàn luận Phật pháp ở mỗi buổi tối hàng tuần, rồi tham gia các cái diễn đàn, đó là một cái thói quen thiện pháp rất là quan trọng. Thưa quý vị rằng thiện pháp không nên được đánh giá hay là so sánh việc nào lớn, việc nào nhỏ, mà thiện pháp cần được thực tập và duy trì một cách thường xuyên. Chính vì cái duy trì thực tập một cách thường xuyên, một cái thói quen mà chúng ta hay gọi trong kinh điển, trong sách Phật á, thì gọi là thường cận y á. Chính vì cái thường cận y thì sẽ nâng đỡ,
giúp đỡ cho chúng ta những cái lúc mà chúng khó lòng để mà có cái sự bình tĩnh xử lý các cái, nhất là trên cái giường bệnh và trong cái giờ hấp hối. Phải nói rằng cái thói quen thiện pháp nó sẽ là một cái chiếc phao để mà nâng đỡ cứu cho mình những cái lúc hoạn nạn. Thì hầu một lần nữa tình đàn xin được tán thán công đức của các quý vị đã tham gia, không chỉ riêng diễn đàn Pháp Cú Kinh, không chỉ riêng cái buổi ôn tập cuối tuần này, mà các buổi sinh hoạt trong tuần kinh cũng như là các cái diễn pháp khác. Và đó là một cái thông pháp tốt, cũng giống như là các vị xuất gia, các vị ở trong chùa đó mà kinh công phu sáng, tụng kinh công chiều đó, thói quen thiện pháp rất là tốt, rất là tốt. Nếu vì duy trì cái thói quen đó, sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, sáng lễ Phật thành thiền, chiều tụng kinh thiền, thì thưa quý vị rằng con người chúng ta dần dần nó sẽ trở thành một con người thiện, một con người trầm tĩnh, một con người thấm nhuần Phật pháp. Đó là một cái tấn cũng như là tấn công tùy hỷ công đức đối với tất cả quý vị đã tham gia các cái diễn đàn Phật pháp. Sẵn đây thì trong cái mùa lễ Phật Đản Vê Sắc vào tháng 4 cũng như là ngày chính lễ là ngày rằm tháng 4, thì tình đạt cũng xin được lần lời đầu tiên thì xin được chúc mừng lễ Phật Đản đối với những cái bà con Phật tử ở miền cũng như là ở hải ngoại. Trong cái mùa lễ Phật Đản Vê Sắc đó, thì chúng ta sẽ được dịp chiêm bái cũng như là tham dự các cái thánh vật ở các nơi khác nhau, các cái chương trình Phật pháp, các cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Và trong cái đại lễ Vê Sắc thì quý vị rằng tại chùa Tứ Phương Tăng thì theo như thông lệ hàng năm các nơi ở Việt Nam thì trong những rằm như vậy sẽ tổ chức đầu đà. Nhưng riêng ở chùa Tứ Phương Tăng tịnh đạt đang ở thì thay vì tổ chức đầu đà một đêm rằm tháng 4 thì sẽ thay đổi là tổ chức tụng kinh, tụng trì tụng kinh, những bài kinh mà Đức Phật Ngài thuyết liên quan đến ngày lễ Vê Sắc cũng như là những bài kinh quan trọng liên tục ba thời trong ngày, là buổi sáng một thời 2 tiếng, buổi trưa một thời 2 tiếng kéo dài 2 tiếng, và buổi tối một thời kéo dài 2 tiếng. Như vậy trong suốt 3 ngày và ngày chính lễ là ngày 15. Thì đó là một cái ví dụ chương trình hoạt Phật pháp ở trong cái mùa Phật Đản này. Quý vị sẽ có được cái cơ hội để mà tham gia ở những cái nơi mà chúng ta ở gần như cũng như ở xa các cái chương trình đại lễ Vê Sắc, đại lễ Phật Đản. Và cũng xin được cầu chúc chư tăng ni cũng như là các Phật tử được đón chào kỷ niệm mùa lễ Phật Đản năm 2022 được nhiều cái sự lợi ích của sự an lạc và thấm nhuần cái lời Phật dạy, tóm đoạn tận khổ thành tựu chánh trí và thành tựu được cái đạo quả. Một lần nữa tình này xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn cũng như là lớp ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị rằng ngày chủ nhật tuần sau, nếu không có cái gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập cuối tuần với hai câu kệ ngôn pháp cú, với ba câu kệ ngôn pháp cú cuối cùng của phẩm đau trượng, phẩm hình phạt. Đó là câu kệ ngôn pháp cú số 143, 144 cái tích truyện duyên sự trưởng lão Khô Rách.
Pilotikatissa Theravathu. Ok, ngôn pháp cú số 145 liên quan duyên sự ít sa di hạnh phúc Sukha Samanera. Nếu như cuối tuần chủ nhật kỳ tới việc gì cản trở thay đổi thì chúng ta sẽ ôn tập cuối tuần với ba câu kệ ngôn pháp cú này, tương đương với hai cái tích truyện duyên sự, đó là cái bài học cho ngày ôn tập kỳ kết. Và bây giờ thì cũng đã gần hết sinh hoạt rồi, thì một lần nữa xin chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú. Dạ, bây giờ thì kính mời các quý vị trong diễn đàn và Bác Quá Ta Ná trở lại với diễn đàn để hồi hướng. Sa thú lần thay và thay mặt đại chúng trong rung. Con xin được thành kính trên đại đức tỉnh đại đức từ bi hoàn hỷ quang lâm đạo tràng điều hợp và ôn bài bài kinh pháp cú ngày chủ nhật hôm nay cùng sát tân cho đạo tràng chúng con có niềm tin ở đức Phật giáo pháp chư tăng để hành thêm thiện pháp, được thoát khỏi những cảnh sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Chúng con xin được thành kính trên đại đức Vát Thân Nam, xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo để cùng Vát Thân Nam chúng ta hồi hướng phước báo mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới và ôn lại những bài kinh pháp cũ mà chúng ta đã học trước đây. Vát Thân Nam xin được kính mời. Ya te vada san ti vihara vasi tu pe kare po ti kare ta hing ta thamma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vihara mandale te ra cha ma cha na va ka cha phi kha vo sa